Bianca Zakhidova, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng, được Ngọc Trinh tuyển làm gà cho Vũ Khắc Tiệp. Kim Trinh đã nhắm được trong mắt của mình là sẽ chọn mấy bạn này. Độ quyến rũ lấn át cả nữ hoàng đội y. Em bước ra em phải là công góp, em phải quét sạch cái sàn diễn đó cho chị. Sau bao ngày úp mở chuyện cưới hỏi thì sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã chính thức rước được nàng về dinh. Cầu thủ nổi tiếng tổ chức một buổi tiệc thân mật với khách mời là những người đồng đội thân thiết như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, bên cạnh dàn khách mời thì sự chú ý của khán giả còn dồn vào đôi chân dài miên man cùng nhan sắc tựa thiên thần của cô râu Bianca. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi tân nương của Bùi Tiến Dũng, bởi lẽ nàng mẫu sinh năm 2000 không chỉ có vóc dáng nột nà, mướt mắt chuẩn không cần chỉnh, mà còn sở hữu làn da mịn màng không tì vết, mái tóc dài óng ả, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt to tròn màu xanh lơ. Đây vốn dĩ không phải lần đầu công chúng được dịp trầm trồ trước nhan sắc của Bianca. Từ hồi tháng 8 năm 2019, lúc mới hẹn hò với thủ môn nổi tiếng, cô nàng đã gây được sự chú ý bởi nhan sắc lẫn chiều cao siêu nổi bật. Cặp đôi này không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn để phát cẩu lương cho khán giả. Sau một khoảng thời gian, Dũng Gôn liền bất ngờ đưa bạn gái về ra mắt gia đình và ăn Tết tại quê nhà Thanh Hóa. Được biết, chân dài sinh năm 2000 này sinh ra ở Ukraine, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là người mẫu thuộc công ty quản lý Mix Modern, từng hoạt động ở nhiều quốc gia như Đức, Singapore, Malaysia. Hiện cô đang là sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Kyiv tại quê nhà. Vốn là người mẫu nên Bianca có khá nhiều phong cách khác nhau, từ quyến rũ gợi cảm đến cá tính mạnh mẽ. Không chỉ vậy, nhiều lần bạn gái Bùi Tiến Dũng còn trang điểm, diện trang phục nữ tính ngọt ngào, thu hút sự chú ý từ dân mạng. Khán giả thường xuyên dành lời khen, ngưỡng mộ trước nhan sắc của cô gái đến từ Ukraine. Không những là người mẫu sải bước trên sàn catwalk, mà bà xã Bùi Tiến Dũng còn là một mẫu ảnh khá hot tại Việt Nam, được nhiều local brand ưa chuộng. Bởi gương mặt của Bianca vốn xinh đẹp, thần thái, biến hóa được nhiều phong cách từ quyến rũ, quý phái cho tới năng động, trẻ trung và cá tính. Cô từng là người mẫu trình diễn cho nhà thiết kế Lý Quý Khánh và Trung Thanh Phong. Song điều làm netizen bất ngờ hơn cả đó là mỹ nhân Ukraine này từng được Ngọc Trinh đích thân tuyển làm thiên thần cho công ty của mình. Diện trang phục biển với nụ cười tỏa nắng, Bianca chinh phục ngay trái tim của chân dài Trà Vinh, khiến cô quyết định chọn mẫu 2K làm gà cho ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Ngọc Trinh còn đăng hẳn màn catwalk cùng bikini của Bianca lên trang cá nhân để bày tỏ sự hài lòng. Ngắm hình ảnh quyến rũ của bà xã Bùi Tiến Dũng, cư dân mạng phải hết lời ngợi khen, còn nhận xét mẫu Tây rất giống nữ hoàng nội y. Sau đó, Bianca và Ngọc Trinh còn có bộ hình chị em cực cháy, đọ sắc cạnh nhau với số đo 85-63-92 cùng chiều cao nổi bật 1m73. Bianca chẳng những không bị lu mờ mà thậm chí còn nổi bật hơn khi đứng cạnh Ngọc Trinh. Thật không quá khi nói, nhan sắc của Bianca đúng là cực phẩm, chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào ở Vbiz. Khi đứng cách với phu quân thì đích thị là một cặp trai tài gái sắc đỉnh nhất làng bóng đá Việt. Ngắm nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, khán giả không khỏi vui mừng vì dù gặp khó khăn do khác biệt ngôn ngữ nhưng cả hai vẫn yêu nhau êm đềm và có cái kết viên mãn. Xem đi rồi biết.